Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Lý do tại sao Lee Min Ho nên kết hợp với Park Shin Hee trong The King 2019? Dự án The King, The Internal Monad, tác phẩm thuộc thể loại xuyên không gian, là tác phẩm của biên kịch tài năng Kim Eun Suk. Biên kịch Kim Eun Suk, người từng hợp tác cả cho Lee Min Ho và Park Shin Hee trong The Here. Cả Lee Min Ho và Park Shin Hee đều quá hiểu rõ các diễn xuất của nhau, có thể hỗ trợ nhau để có những cảnh quay thật lãng mạn. Cùng biên kịch Kim Eun Suk cũng sẽ có lợi ích, lợi thế người quen để dễ dàng giao vai cho cả hai diễn viên. Đặc biệt nhất, Min Ho, Shin Hee là cặp đôi có lượng fan lớn nhất, bậc nhất Hàn Quốc. Vì vậy, việc có sự kết hợp của cả hai sẽ dễ dàng làm cho phim chiến thắng mọi kỷ lục rating từ trước tới nay của phim Hàn. Bởi lẽ, hàng triệu fan đang mong ngóng sự tái hợp của cặp đôi Min Shin trong 6 năm vừa qua. Họ sẵn sàng ủng hộ bộ phim của thần tượng.